Ankato. Ankato, xin chào tất cả các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại công trình nhà anh Đỗ Văn Tuấn ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thì hôm nay công trình của nhà anh thì đã làm xong cái phần cốt thép của phần móng. Thì công trình nhà anh thì được thiết kế là nhà một tầng mái Nhật. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về cách kiểm tra và nghiệm thu cái phần cốt thép của phần móng của chỗ nhà anh Tuấn. Thì mời các quý vị thì theo chân tôi thì đi nghiệm thu một số cái chỗ của nhà anh. Thì đây tôi sẽ giới thiệu qua về cái phần mặt tiền của nhà anh Tuấn. Nhà anh thì được thiết kế làm nhà một tầng mái Nhật. Đấy. Theo phong cách hiện đại. Mặt tiền của nhà anh rất là đẹp. Đấy. Tôi sẽ giới thiệu qua. Đây. Đấy. Từ trên cao xuống. Đây. Còn đây là công trình ở thực tế của chỗ nhà anh. Thì nhà anh thì được thiết kế là móng băng với cái thiết móng là bề rộng là 800 và cái chiều cao dầm là 300 x 500. Đấy. Thì được bố trí là phi 18, nhưng mà đây là tôi đến kiểm tra đây thì là chủ nhà thì đã tăng cường lên là thép phi 20. Đấy. Vì chủ nhà muốn móng của mình nó chắc chắn này. Đấy. Thì trong thiết kế của chúng tôi thì tính đủ tải trọng. Nhưng mà bác chủ nhà thì tính rất cẩn thận nên đã tăng cường thép. Thì hiện tại đây tôi đã kiểm tra đây là móng thì đang rộng là 1 mét. Thì đây tôi sẽ kiểm tra qua phần cốt thép. Thì cái phần móng băng này thì cái miền làm việc chính của móng băng là miền trên. Thì miền trên bao giờ sẽ chịu lực, tức là lực nó sẽ làm cho cái dầm ở giữa này, moment này sẽ vòng lên. Giờ chúng tôi đã tư vấn cho chủ nhà là tăng cường thêm thép ở miền trên này. Đấy, để cho móng nó khỏe. Đấy. Đấy. Và kích thước dầm của nhà anh thì hiện tại bây giờ bác đang làm là dầm 600. Đấy. Với đai dầm đang là cắt là 25 x 55. Đây tôi kiểm tra 5 năm. Đấy. Thép nhà bác thì làm rất là chắc chắn. Rồi tôi sẽ kiểm tra cái bản móng ở bên dưới. Móng bên dưới thì là thép chịu lực chính đây, đang là 95 phân, thì sau này đổ lớp bê tông vào là thành móng 1 mét. Đấy. Và đi thép là phi 12A150. À, đúng theo thiết kế đây. Và thép cấu tạo ở trên thì đi phi 12A200. À, đúng theo thiết kế. 70-90. Đấy, khoảng cách 20. Đấy. Thì trong cái thép đối với dầm 300 x 600 thì là các quý vị thì lên thêm một cái cây thép là giảm chiều cao của dầm và thép chống phình. Đấy. Đây cây thép chạy dọc dầm này là cây thép giảm chiều cao của dầm này. Còn cây thép chữ C là cây thép chống phình. Đấy. Trong tiêu chuẩn thì là với chiều cao dầm từ 600 trở lên thì là lên có thêm một cây thép cấu tạo, đó chính là cây thép giảm chiều cao của dầm và cây thép chữ C này. Các quý vị thì khi làm nhà thì nếu với kích thước dầm 600 như này thì nên hãy thêm cái cây thép đấy. Đấy. Và đây thì cái phần con kê của chủ nhà thì đây. Đang là kê đang lớp bảo vệ đang rồi. Đang là 8 phân, đang hơi cao. Lớp bảo vệ ở đây khoảng tầm 5 phân là vừa, đây là lên 8 phân. Đấy. Cái phần cốt móng của nhà anh Tuấn này thì là cốt rất là sâu so với mặt đường, nên là cái cốt thép chờ cột này rất là cao. Thì tôi sẽ yêu cầu các bác thợ là sau này sẽ làm đai gông. Tôi được buộc khoảng 3 đai đến 5 đai ở chân, và trên đây chúng tôi sẽ buộc gông vào để trong quá trình đổ bê tông thì nó sẽ không bị xê dịch cái phần cốt thép cột này.
Đấy. Các quý vị khi làm nhà cũng phải lên lưu ý nhắc các bác thợ là lên thêm những cái đai gông trước khi đổ của phần cột. Đấy. Để tránh cái phần mà khi đổ bê tông thì cột nó sẽ bị lệch. Đấy. Và sau khi đổ bê tông xong thì các bạn thì hãy yêu cầu các đội thi công ấy thì sẽ căng tim và kiểm tra lại các phần tim cột sao cho nó đúng. Để trong quá trình sau này làm thì nó sẽ không bị cột, sẽ không bị lệch. Đấy. Đấy. Vừa rồi là cái quá trình của chúng tôi đã kiểm đến và kiểm tra nghiệm thu cái phần về phần cốt thép của chỗ nhà anh Đỗ Văn Tuấn ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thì các bạn thì ai có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ với công ty Ancator để được tư vấn với số hotline là 0386 325 566 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị trong các video tiếp theo.